Hello mọi người, đây là mình Dabu đây. Thì hồi nãy mình có vô đọc được một bình luận của một bạn, đó là tắt Dabu cầm cây trên go lên tháp đồng hồ căng mát. Thì hôm nay mình sẽ mời sư phụ mình vào căng mát chung với mình nha. Dạ con chào sư phụ. Chào con, chào mọi người nha. Ăn uống gì chưa? Dạ con ăn uống rồi sư phụ ơi. Con đang quay clip phải không? Dạ. Mà sư phụ ơi. Hả? À? Hồi nãy con vô bình luận, con thấy một bạn tắt con cành cây jungle lên tháp đồng hồ căng nguyên mắt luôn á sư phụ. À, thế hả? Thế hôm nay con tính là căng nguyên mắt tháp đồng hồ hả? Dạ. Ok, thế lỡ mà nhặt được MB thì sao? Lỡ nhặt được MB thì cầm MB căng luôn. Ừ, nhưng mà tháp đồng hồ đông lắm. Không sao sư phụ ơi, con có trình độ mà. Để sư phụ nhảy ở dưới. Nó nhảy ở trên rồi, để xem. Nó mà không có. Giết nó, giết nó. Càn quét map. Thôi sư phụ à, nó sắp càn quét sư phụ rồi đó. Thế hả? Sư phụ con... mới có tiếng bước chân xong. Ừ, nhưng mà sư phụ chưa thấy cái súng. Nó có cái súng à. Sư phụ chưa có súng tầm gần. Con có rồi. Nó chặn cầu thang luôn rồi. Trời ơi. Cầu thang chỉ có một cấp. Sư phụ biết sao không? Sao? Ngồi đi, bài xuống đây với con quá. Có tay mắt. Ui, trên này nó nóc rồi Bình Nhan ơi. Còn một máu, nó còn một máu. Chạy ra bắn nó luôn. Ồ sao, đúng rồi, bắn. Hay. Hay quá, gạt. Không có xu, cứu sư phụ nha. À, ở dưới có xu. Từ, ở dưới nó bắn nhau kìa, ở dưới nó bắn nhau kìa. Nó đâu có ta? Nó ở trên nhà, à trước mặt có xu kìa. Nó ở trên nhà ấy, nó bắn ở dưới. Nó đang bắn ở dưới. Đúng nhá. Cố lên. Đúng rồi. Cứu sư phụ chắc. Quá là thông minh. Trời ơi, trời còn mắt nhà nó thông minh dưới chưa Bình An. Rồi, à, con phá cái keo đi rồi mình lên nhà. Chân chánh có địch đó sư phụ. Ờ, biết rồi, để sư phụ kiếm súng này, sư phụ lên với con chờ tí nha. Mới được trời sư phụ kiếm súng đó, sư phụ chưa có súng. Lúc nãy là sư phụ chưa có súng, nó mới bắn được sư phụ thôi. Ủa sao cái tháp đồng hồ không có súng vậy trời. Mèo mèo núp núp thấy ghét. Cho đăng sức luôn. Ở dưới nhà rất thế là cái mùi. Mè núp núp con cho đăng sức luôn. Từ ngoài này, ở ngoài mình ngã này còn một đứa. Bắn luôn. Này, lia luôn hay quá Bình An ơi. Bốn kêu à. Lia luôn hay quá. Cảm ơn nhé. Quá là tuyệt vời luôn. Sư phụ khang này, sư phụ thấy trang cây chân gô á sư phụ. Ừ, quá hay luôn. Này cây chân gô nó giúp con mà. Sao sư phụ không máu đi. Giờ bơm nè. Quá hay. Cho sư phụ mấy bình máu nè. Ok. Thằng này con phải gọi là cà liêu nguyên mát luôn. Chứ hay. Cái cây này mà là cây mẫu 1-3 chiếc là có chiếc. Em thành hết. Nguyên mát. Nguyên mát bị lia rồi. Như Bình An phụ. Alo, ủa alo sư phụ nói gì à, mới lia được 1 tem à. Mới lia được 1 tem tháp đồng hồ thôi. Nhầm, sư phụ nhầm. Nhiều khi cái tự nhiên bị quên đấy Bình An. Quên gì sư phụ? Cứ nghĩ là con lia cả hàm áp rồi nhưng mà mới lia được 1 tem thôi. Chính như là mình thảo tưởng đây nè để mình có sức để leo á, để bắn nó sư phụ. Đúng rồi, con đang leo thách đấu đúng không? Con đang leo siêu huyền thoại. À, siêu huyền thoại hả?
Sư phụ nãy giờ vẫn chưa kiếm được cây M1014. Sư phụ thích bắn M1014. Con thích bắn Togo đúng không? Dạ đúng rồi. Sư phụ ơi, đây có cây ba chiếc nè. Cây gì? Cây con đỏ với sư phụ. Cây gì? Đây. Đừng có lấy giảm thanh với ấy của con nha. Ok, để sư phụ lấy. Đây giảm thanh, đây giảm thanh đây. Ngắm anh bảo ngắm bốn còn đâu. Đây đây ngắm bốn đây. Ngắm bốn đây, bốn đây. Đó. Đi sư phụ ơi. Ok. Thế là mình đã lia tháp rồi, bây giờ mình qua doanh trại Bình An ơi. Hả sư phụ ơi, đeo con này sư phụ ơi. Ok, thế thì đi theo con. Nhưng mà sư phụ vẫn chưa. Sư phụ vẫn chưa có cây M1014. Rồi luôn. Đi thôi, đi theo sư phụ vậy. Ok, đi, để sư phụ đi kiếm cây M1014 á. Con đi kiếm cho sư phụ cây M1014 con. Ủa, sư phụ đang cầm cây gì đi sư phụ? Đang cầm cây, cái gì ta? Để cây MAG7. MAG7. Ủa, cây bắt 7 mà. Ừ, thì cây bắt 7. Nhưng mà nó yếu, đúng không? Nó mạnh hơn một nhiều quá sư phụ. Đâu ra? Mạnh hơn nhiều quá. Mấy cái lúc mà hầu con bốn nó đè vô á. Là gì ta? Là cái ấy của mắt bảy á. Mình bắn là mình sẽ được hồi máu khi một miếng đó sư phụ. Thế á, để sư phụ xem nè. Ui con dương cái giám thanh này sư phụ ơi. Đâu cho sư phụ cái. Quá là ngon. Quá là ngon luôn. Ok, đi săn Bình An ơi, đi săn. Sư phụ ơi. Ok. Để kia con cầm mắt bảy á sư phụ. Con liêu mà mắt bảy. Con liêu nguyên tem luôn. À, nhưng mà mắt bảy nó yếu, yếu đam. Tuy nó yếu đam nhưng mà nó sụt một viên có thể lên tới 50 mấy máu nữa sư phụ. Đúng rồi, nhưng mà nó bắn sắp mặt ra mới chết. Sư phụ bắn nhiều máu lắm mới chết. Còn sọt đất á, nó viên sẽ đè vô á sư phụ. Hai viên là chết rồi. Con có giáp ba chưa? Dạ chưa. Sao mấy này lấy này. Đây đây đây. Ở cái rương á. Rồi con lấy cả sư phụ à. Ok. Bộ mấy đứa này sợ con với sư phụ lắm hả mày? Tiêu hết trơn rồi. Nó trốn mất tiêu rồi Bình An. Lúc đồ ngon thì không thấy đứa nào. Lúc đồ không có gai gì thì gặp một đám. Đúng chính xác luôn. À chết rồi, chết. Sư phụ ơi. Khoan đã, để sư phụ kiếm cái M1014 á. Con đi lút cho sư phụ cái M1014 đi. Sư phụ ơi, xe đi. Cũng mới được tiêm cái mẫu 0-1-4 nè. Ghi mà đâu? Thì sư phụ có điều con đi. Ok đi. Hơi nhả sư phụ ơi, chứ con nhìn được con mắt hết luôn á. Con biết kem mẫu 0-1 ở đâu chứ nó không có ghi cho con. Thế hả? Không có ghi hả? Thì sư phụ có điều con đi. Ok, à mực có súng đỏ kìa. Xuống. Ôi, min. Sư phụ thấy con nó đúng không? Sư phụ thấy con nó đúng không? Ui, con thông minh vậy, ui. Tuyệt vời, đừng đi không? Xe, đừng có đi xe nó Bình An, xuống xe đi. Xuống xe đi săn đi, đi xe nó. Đây, xe 1-0-4 nữa nè. Ờ, nhưng mà sư phụ có 3 chip rồi. Sư phụ thấy con ghê không? Ghê, quá là ghê luôn, trời ơi, giống như kiểu con biết trước tương lai luôn ấy. Sao sư, cái đó là sao sư phụ biết? Có bắn nhau Bình An này, có bắn nhau trên này. Đâu ở đâu sư phụ? Trên này này. Ui sư phụ ơi, con có cái lắm không? Trước mặt Bình An này. Dạ con thấy rồi. Trên đồi. Vượt con như thế chứ. Sao sư phụ cover được? Nó đâu rồi? Dạ con cũng không biết nữa. Ủa sư phụ hạ thấy hai đứa luôn mà. Thì kia con nói với sư phụ. Con có haki quan sát đó sư phụ. Biết cái gì ở đâu luôn á sư phụ. Haki quan sát luôn á hả?
Dạ. À, sau lưng Bình An ơi. Ui, trên trời nó, trên đồi nó bắn nữa. Trên đồi nó bắn nước cả hai hướng luôn. Bơm máu đi. Trời ơi, sư mình bị kẹt. Sư phụ bắn hẳn trên đồi cho con đi sư phụ. Ok. Còn con bắn dưới cho. Rồi, cái thằng trên đồi rồi. Thằng ở dưới đâu? Thằng dưới chết rồi sư phụ ơi. Thế lên, thế vô con. Còn đứa nha sư phụ. Đâu? Nó nã nó kẹt sư con á. Nó ở trên đồi, sư phụ bắn chết rồi. Tụ nhiêu kêu rồi. Ủa, sao sư phụ bắn có một kêu vậy? Có người kìa Bình An này. Ở dưới hướng 15-30. Bơm máu, đặt keo bơm máu. Đâu con. Ôi, xuống anh em ơi, xuống nhà. Chết em ơi. Chứ phải nhảy nhà chính, nhảy nhà phụ làm chi. Rồi. Má này biết Suda nè, này với đây em biết Suda nè, anh ra bu. Với đây yếu nè, với vậy yếu nè. Quân bắn nó Bình An. Hay quá, cứu sư phụ. Ở dưới nhà nó thằng cho em yếu xìu rồi kìa. Cảm ơn nha. Thôi sư phụ ơi, đổi single với con đi. Đây, nhanh. Con kìa mới xin vô quân đoàn nữa kìa. Từ từ, sư phụ hết đạn, Bình An ơi, cho sư phụ viên đạn với. Nhanh đạn cho cô. Mày nó lên nhạc, coi chừng nó lên nhạc. Ra ngoài coi. Hai đứa mày đi về nhà rồi. Ủa? Còn nữa. Sư phụ ơi, cho sư phụ câu nè, sư phụ ơi. Đâu, nhanh. Lũ đạn lên kìa. Nó còn một thằng ở dưới nhà. Sư phụ cho anh đi, nó bon ba xuống cho. Đừng, nó lên, kìa, nhảy ngoài kìa. Tôi luôn có thằng luôn. Hiểu, đây nó kẹp luôn. Đủ cứu rồi đó, ha, thầy sư phụ đưa cho để lấy xu cứu anh ơi, cứu. Đưa xu cho con sư phụ ơi. Có gì, mua cái gì còn không xu à. Con đưa xu đi. Không còn đúng xu à. Không xu chứ. Nó sâu rồi. Ok, anh mua. Ngay nhẵn này cho nó cút cút. Ông này trong nhà đây. Trời ơi. Cứu được. Cứu một người đã Bình An, cứu một người đã. Bơm máu cho em, tao mua bác. Nhanh rồi. Bơm máu. Ai? Mày vẫn bắn được nhỉ? Không bắn được. Chạy đi. Em vui ơi. Hả? À? Ông nhận anh tía hơn được chứ. Anh tía mà chạy cho một miếng nữa là coi như đâu được cứu đâu. Đúng rồi. Trời ơi, vừa xong. Tại chị hai ba điện. Hả? À. Bình An 3 kill rồi hả? Đúng rồi, mình đang nãy giờ bắn nữa, anh đồng hồ không ba kêu rồi. Ngon dữ gì, anh chưa được kêu nào này. Như cái thằng cu. Anh nghe sư phụ nói mấy lần rồi đúng không ta? sư phụ nói lần thứ hai. Chẳng như là thứ tư mà ta. Thứ hai, thứ tư đâu mà thứ tư. Con đừng có mồm điêu bốc phét. Thứ tư là con đi thi. À, thứ tư con đi tí hả, à? Ok. À, con đi trên quyển á sư phụ. Cái gì thì bốc bang hả? Đi thì bốc bang hả? Đâu anh? Em đi thi quấn cờ vua. Đồ, đi quấn cờ vua luôn. Đúng chứ anh. Nghe rõ là nó anh em quấn cờ. Anh đây còn không biết chơi cờ là gì. Nhiều người đi trúng con lắm thì phụ. Có 4 người. Vui không? Là nhiều dữ chưa Bình An, 4 người mà nhiều hả? Em 4 người là nhiều rồi đó sư phụ, mấy lớp kia chưa được 1-2 người nữa. À, thế nếu mà được giải nhất thì có được gì không? Cho nên đâu biết đâu.
cô chỉ biết là chịu tư thi của mình. Lên đọc là... tên mấy người đó thi đó sẽ phụ nghe nha. Thôi có đợt kìa, có địch chỗ số 4 kìa. Ô Bình An sao mất máu gì Bình An? Bình An ơi. À ok, Lia. À gạt đi. Chú Bình An hả? À? Được, rồi em chết luôn. Hay quá Bình An ơi. 4 nhiều ơi. Xong nãy ông trời đi bắn tôi nữa đi. Nó bắn con hả? Dạ đúng rồi, cái ông á, con bắn chết nó. Con nói nó là sống trời dậy bắn đâu nữa đi. Nó nằm rồi. Hành trình khẽ cái địch bắt đầu ghét vô ghét vô. Anh à, nó bu làm gì đặt keo đó vậy? Đâu, à, nãy Bình An đặt đấy. Bình An giết người. Giết được một đứa. 4 kill rồi, anh chưa được kill. Ơi. Hả? Hiện tại quân đoàn tồn tại cấm kỵ của con á, con sẽ kêu các bạn đặt là nếu ai muốn vô thì sẽ được thì phải đặt cái tên là người ta cái tên theo ký tự quân đoàn ấy, TT đúng rồi, cờ cờ cờ. Ê bị địch má rồi kìa, địch má kìa, có người Bình An này đâu sư phụ. Bên này nó bắn ở trong tháp à, trong này chỉ ra trong cổng à. Yếu, thằng đấy yếu rồi. Nó ở trên nóc trưởng hả? Ở dưới anh ơi. Dưới hả? Anh còn chưa thấy nó đâu. À, nó ở mấy trưởng, đúng rồi, thấy rồi. Bình An sang đây, sang đây săn kêu Bình An ơi. Quá hả, đau mọi nơi. Trời ơi, cứu được 400 nữa không ta? Đau mọi nơi. Ở đây có tài nguyên. Trời ơi, xong rồi. Từ để anh ra lấy chú cứu. Cứu em, anh cứu ơi, xin chụp không? Chết luôn rồi nè, lấy gì cứu? Anh người bắn chết đây nè. Để anh cứu. Em bắn kia nóc rồi, em chưa gạt được nó còn ngoài bo thằng đó, nó cái nóc ngoài bo rồi. Ok. Con chứ thấy sư phụ biết sao con chết không? Sao con chết? Con chạy trước mặt nó mà con không thấy nó. Mày bỏ nhắm luôn á, mày bỏ nhắm luôn á. Anh kêu mấy thằng mày bỏ á, chó kìa vô kìa. Nè nó nói kìa. Có xu đó, thằng nó có xu đó. Ơ, trên đời. Trên đời luôn, ngay trang chủ điện anh kìa. Ngay trang chủ điện á. Bỏ đi anh, vô. Nhận qua con quá solo ngọn sư phụ. Ghê. Sư phụ ơi. Con này đâu rồi? Ơi, sư phụ nghe. Trời, qua con solo đòn á. Ờ. Nếu mà người ta bắt thì à, con sẽ chỉ kỳ cụ cho người ta. Nếu người ta thua thì người ta phải chăm đoạn con suốt luôn. Con chỉ chốt được ít không? Được. Ghê dữ vậy, nhưng mà sư phụ hết máu rồi. Ủa đây nó chuyện đó. Thấy rồi nó chuyện gì ta. Mua máu đi anh, mua máu đi, bo này anh mua máu đi. Rồi mua rồi. Kìa đằng kia có máu kìa, đằng cái cục gỗ có máu kìa anh. Từ từ đó. Bình An ơi, trên cho con có người không? Có hai đứa sư phụ. Đồ luôn rồi. Chỗ của mình đem một người luôn. Một. Kìa. Trời chặn keo. Chặn keo. Lũ đạn. Ơ kìa. Anh thấy gì không? Em chặn keo rồi đúng không? Đúng rồi. Sao nó chở vô được? Anh đang bu cồn mà má. Đâu bắn là bù còn cái dao đi cùi luôn. Đâu bắn cái dao là bù đi cùi luôn. Ui con nằm đi rồi. Ngô khỉ, đèn quá ngô khỉ. Nó ở trên kia. Hai thằng nha, hai thằng nhất đây. Hai thằng. Anh Tứ ơi.
sao chút nó quay xong em với anh vô bắn quân đoàn không? Solo đó hả? Đúng rồi. Quay video này là sao? Quay video này là sao? Em hiếp kêu mọi người ơi. Này thì hiếp kêu. Sao anh hiếp kêu? Bình An ơi. Dạ. Bây giờ đi đăng clip cho mọi người xem nhá. Dạ. Ok, chơi vừa ọp một tí rồi ngày mai chơi tiếp nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ăn gà ngon miệng. Bye bye. Shop Debu.com, nơi mua nít và kim cương giá siêu rẻ, giá học sinh nha. Hôm nay Debu đang tăng tỷ lệ shop. Bạn nào mà thiếu kim cương hoặc thiếu súng level 8 hoặc là thiếu hạt game thì vào shop mình quay nha. Link shop mình để trong phần mô tả và bình luận mình ghi ở dưới video nha.